Khoảng hơn 7.000 học sinh đã đến trường Đại học Hàng hải tại thành phố Hải Phòng để tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ và Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức ngày 23 tháng 2 năm 2014. Mặc dù trời mưa và rét đậm, nhưng nhiều học sinh đã có mặt từ trước giờ khai mạc gần một tiếng. Không giống học sinh những nơi khác, nhiều học sinh đất cảng đã có định hướng rất rõ ràng cho sự quan tâm của mình tại chương trình. Nhiều em đã tới các khu tư vấn chuyên sâu rất sớm, khẳng định sự lựa chọn nhóm ngành của mình. Những câu hỏi của thí sinh cũng không chung chung, mà các em muốn tìm hiểu những vấn đề cốt yếu để trở thành một người có năng lực, thành đạt trong lĩnh vực mình mong muốn. Nhiều học sinh khác ở nhóm ngành kinh tế quan tâm tới các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao. Ngoài ra, những ngành mới như quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa trong lĩnh vực vận tải, luật và bảo hiểm hàng hải, quản lý nhân lực, quan hệ công chúng cũng được nhiều học sinh quan tâm. Hải Phòng là nơi đa dạng vùng miền nên chương trình cũng tiếp nhận khá nhiều câu hỏi liên quan tới ưu tiên cho học sinh hải đảo. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, hơn 4.000 học sinh đã đến trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh từ rất sớm. Nhiều học sinh bày tỏ băn khoăn trong việc lựa chọn ngành để thi phù hợp với năng lực, đam mê và điều kiện gia đình. Bên cạnh đó là những thông tin còn mơ hồ về chương trình đào tạo của từng ngành, những điều kiện cần và đủ để thi vào các trường đại học mình yêu thích. Ban tư vấn gồm các chuyên gia, giảng viên những trường đại học cao đẳng đã tận tình giải đáp những băn khoăn, thắc mắc cũng như định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn trường, ngành học phù hợp nhất. Đi tới tin là thăm dự buổi tư vấn của báo Tuổi Trẻ thì mong muốn con mình tùy thi sắp tới thì nó giảm đi cái xa số cho hiểu biết thì nhiều các ngành thi lựa chọn ngành thi để sau này nó có cái nó như học ra trường thì nó có cơ hội được làm gì đó. Em thi D1 băn khoăn hai ngành là cử nhân tiếng Anh và sư phạm tiếng Anh thì sau khi tư vấn thì em quyết định chọn cử nhân tiếng Anh tại vì điểm vào thì nó ít hơn sư phạm tiếng Anh nhưng mà ra thì cũng có thể có việc dễ có việc làm hơn. Mặc dù đã hết giờ tư vấn, nhưng nhiều học sinh vẫn còn nán lại để trò chuyện với các chuyên gia. Sự chia sẻ quên thời gian này đã giúp những chàng trai, cô gái sẽ làm chủ tương lai của đất nước tự tin hơn nữa trước ngưỡng cửa vào đời.